mọi người. Như mọi người đã thấy, đây không phải là cái background bếp núc thân yêu với cái bàn bình thường ngồi, mà đó là gì? Một cái bức tường rổ, bức tường rổ ở khách sạn đó. Tức là mình đã check-in ở Đài Loan rồi đó. Yay! Đây là lần thứ hai mình đặt chân tới Đài Loan, nhưng mà cả hai lần đều là mình đi tự túc để thăm gia đình, nên là không có qua tour guide gì hết. Mà vì người thân thấy thương quá, qua kiểu lạ nước lạ cái nên đã giới thiệu một vài chỗ cho mình tham quan, nên là mình sẽ truyền đạt những cái kinh nghiệm lại cho các bạn nhé. Nè, hôm nay mình đã biết được đến một nơi dành cho tuổi trẻ sáng tạo, gọi là tên gọi là gì? Hoa San 1914 Creative Park. Nên là mình sẽ ghi cái lại địa chỉ ở dưới comment cho các bạn nha. Ở trong chỗ này thì kiểu như nó là một khu phức hợp á. Ở trong đó mình thấy có khá nhiều bạn trẻ, cũng có đôi khi có già nữa, nhưng mà kiểu người ta sẽ gom, mỗi một khu người ta sẽ gom lại một chỗ bán nhỏ nhỏ. Ở chỗ đó thì mỗi người một kiểu sáng tạo, đi muốn bán cái gì thì cố gắng làm nổi bật mặt hàng của họ. Mà ở đây mình thấy khá thú vị là hầu hết là cho vô con free, coi cho coi kiểu như là muốn chơi cũng được, muốn mua cũng được, không có ai bắt ép, cũng không có ai lại mà kiểu hỏi hay gì các thứ. Nên là mình thấy rất là ok, tại vì tối rồi mà đi lang thang ở đây cũng được, nhưng mà nên đi sớm, tại vì người ta mở cửa từ 9h30 sáng, mà nói là mở tới 9 giờ tối vậy thôi, nhưng mà khoảng 6 giờ là những cái thứ hay ho đã bắt đầu đóng cửa rồi. Giống như mình hôm nay quá ngu, ngủ rồi mưa rồi các thứ, tới nơi 6h30 không còn gì để coi, hơn là cũng có một vài tiệm rất là thú vị và mình sẽ cho các bạn coi tiếp nè. Cao Hùng. Nhìn ở Cao Hùng thì bé dễ thương và xinh xắn hơn, đây mặt hơi đầu gấu chút. Nhưng mà tự nhiên em ấy lọt ở Đài Bắc luôn. Thương quá, chắc đi mưu sinh. Công việc làm kiếm thêm hay gì á, gì cũng làm hết trơn. Đây là hộp bút, đế đựng bút, rất là bự, sẽ bán lửa. Đây là nước dùng. Đây là nút tăng âm lượng, hạ âm lượng, tắt nguồn, đừng tắt nha mấy ba. Nhẹ treo lại. Thôi à. Nói chung là sumo sáng đi đấu chứ chiều cũng phải đi làm thôi. Chúng ta còn có cả hình như là một loại sticker, có một giống kiểu ở bên Việt Nam hồi xưa nè, có mấy cái viền để tháo ra. Để thủy tinh hồi xưa nè, mà có thành trái cây các thứ mà bị người dân Việt Nam không thích sử dụng, mà qua đây lại là một hot trend. Vậy là hết một ngày rồi đó. Thú vị không? Thú vị không? Thú vị thì nhớ theo dõi tiếp cái series MựT NỌNG Go Around này của mình nhé. Mình sẽ còn đi khoảng một khoảng thời gian rất là dài nữa, nên là sẽ rất nhiều giveaway cho các bạn đó. Nhớ like, share và subscribe trên S.O. Living Channel nhé. Giveaway đáng giá lắm đó. Yêu. Bye.